Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm chúc Tết các trẻ em mồ côi có cha mẹ mất do COVID-19 trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm 15 trẻ em thuộc 9 hộ gia đình, chủ yếu có cha mất và hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó quận Liên Chiểu 1 em, quận Thanh Khê 6 em và quận Sơn Trà 8 em. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần hỏi thăm tình hình và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, đồng thời động viên những người mẹ cố gắng lạc quan vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống tốt và lo cho con cái học tập, làm việc. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chúc các gia đình nhiều sức khỏe và bình an.